kênh truyền hình TV. Chị Trẻ, đúng là đồ vô ơn. Tôi không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Em hết yêu anh rồi. Anh đi chứ, không phải vậy. Mọi thứ về cô đều là sự dối trá. Tốt nghiệp kỹ nghệ nghệ thuật tại Chiết Nhường, học nhảy múa truyền thống của Ấn Độ cùng với các điệu nhảy dị dài khác, và đồng thời cô cũng có khả năng khiêu vũ điêu luyện cùng với giọng hát rất ngọt ngào. Xuất hiện ngay từ những tập đầu tiên trong bộ phim Cô Dâu 8 tuổi với vai Getna, một cô gái có chính kiến và sẵn sàng chống lại các hủ tục đã áp đặt lên thân phận người phụ nữ trong gia đình nhà chồng. Nữ diễn viên Neha Mata đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc với khán giả trong và ngoài nước. Có lẽ em phải đi phá cái thai này thôi. Nói lại lần nữa thưa coi. Cho dù bà có đuổi tôi đi chăng nữa, tôi cũng phải ở lại cái căn nhà này. Và sẽ đợi đến ngày bà nhắm mắt xuôi tay. Tôi sẽ chính là một trong những người khiêng quan tài của bà ra ngoài. Sở hữu chiều cao 1m88, những cái trai khiến tụi con tên tài năng. Trước khi đến với nghệ thuật thứ bảy, Sita Sukla được biết đến với vai trò là một người mẫu MC ăn khách, một vũ phong tài hoa. Tuy chậm ngõ điện ảnh khá muộn, nhưng Sita Sukla vẫn tiến tỏ được khả năng diễn xuất đáng ngưỡng mộ của mình. Tên tuổi của anh bắt đầu tỏa sáng ngay sau khi bộ phim đầu tiên anh tham gia được phát sóng. Sukla nhanh chóng gây ấn tượng đẹp trong lòng khán giả khi xuất hiện trong phần 5 của bộ phim với bài Thanh Tra Ship. And I'm 18 years old. I'm so happy to know that the two beloved characters from my favorite movie are coming to Vietnam. But unfortunately, because of the long distance and other schedules, I cannot go to Richmond City to see you guys in person. I'm sorry. Anyways, I want to wish you both all the best with your future career and success, as well as everything else in life. The Vietnamese fans love you. I'm always happy and so happy forever. I'm